Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay chúng tôi lại vừa mới về một chiếc xe Honda City Top 2019. Phiên bản này là phiên bản màu xanh Carbonshine các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố và đăng ký từ năm 2019. Chúng tôi cũng đã rút hồ sơ rồi, hồ sơ thì cầm tay luôn các bạn nhé. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe Honda City Top này về chỉ việc sang tên thôi, ra bấm biển mới của mình các bạn nhé. Màu xanh Carbonshine là màu xanh rất là đẹp của Honda City Top các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về cái phần đèn đều rất là mới, rất là đẹp đây các bạn này. Cụm đèn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ về cái phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn này. Đèn này, đèn LED, đèn gầm, lốp còn rất là dày luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh và quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Giá chúng tôi bán chỉ hơn 400 triệu đồng thôi thì quý bạn đã có ngay một chiếc xe Honda City Top phiên bản 2019 màu xanh Carbonshine này ạ. Bên cạnh đó thì cửa hàng chúng tôi còn có những chiếc xe Honda City khác, màu khác, ví dụ như bên cạnh đây là một chiếc xe màu bạc đây ạ. Đấy, một chiếc xe Honda City bạc, con này là 2017 và một con màu trắng các bạn nhá. Đấy, Honda City Top hiện tại là chúng tôi đang có 3 chiếc đây ạ. 3 chiếc 3 màu khác nhau để cho quý vị và các bạn lựa chọn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà có nhu cầu thì xin mời quý bạn hãy nhanh chóng đến cửa hàng chúng tôi. Địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Những chiếc xe Honda City Top 2019 này thì chúng tôi cũng bán ra chỉ nhỉnh 400 một chút, còn những chiếc xe mà 2017, 18 thì chúng tôi chỉ bán dưới 400. Giá dao động từ 350 triệu cho đến 380 triệu một chiếc các bạn nhé. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.